Đây là vườn cảnh Trường Linh ở Hoài Đức, Hà Nội. Xin mời các bác anh em xem kỹ một số cây và tham khảo giá. Tác phẩm Phi Lao này. Cái này tổng dáng nhìn cũng đẹp. Cây Phi Lao già lắm các bạn, già rồi rồi hết rồi. Cái này cũng nguyên bản. Vâng. Không có vết mục lũa nhiều. Và bông răm cũng ổn định rồi, chỉ được chơi. Và mỗi cây ở đây thì anh Trường và anh Linh thì đều có ghi giá rất là rõ ràng. Cây Phi Lao mã số 80 ạ, được báo với giá là 5 triệu đồng ạ. Các bác anh em chỉ cần đọc mã số là ra cây luôn nhé. Đây là một cây bông trang. Hoa của nó rất rực rỡ, nhìn rất là đã. Thân của em thân to. Thân ở trong còn to hơn nhé. Em báo qua cái số đo của thân 22 các bạn. Hoành của thân chính to nhất là 22 ạ. Rễ của nó hay này. Cây 3 thân. Cái này kiểu dáng cũng rất là đặc biệt. Vâng. Trang đỏ mã 108, được báo với giá là 7 triệu ạ. Không tàn về mình. Chậu đẹp này. Thêm cái tay răm riêng có dày lên. Cơ bản là cốt cây là ổn rồi. Vâng. Cái này chỉ thêm một vài tháng vít thêm nó ra cho nó bộ tán nó ấm thêm một chút ra phía trước là ok nhé. Yeah. Vâng. Cái ổi nó có đường chuyển của thân nó khá là hay này. Những cái nét chuyển của nó rất là tuyệt vời. Bác xem này. Làm một cái ổi này kỳ công. Tổng giá ngày này cũng khá đẹp các bác nhé. Cái ổi mã số 82 được báo với giá là 3 triệu các bạn. Mã số 82 giá 3 triệu cây này các bác nhé. Tiếp theo là một cây mai chú thủy. Mai chú thủy nhiều thân. Và bộ tán của nó cũng có những cái nét tự nhiên. Các cái thân của nó lưu như thế này, này. Cây đã được làm răm hết ạ. Về các bác nuôi thêm nữa. Bệ rễ này. Cây này mã số 83 giá 3 triệu 8 các bác nhé. 3 triệu 8. Cái chậu này đã là 800 nghìn rồi các bạn. Chậu đẹp. Nên cái cây giá thành rất hợp lý ạ. Tác phẩm Nguyệt Quế này. Cái này bộ rễ độc đáo. Nguyệt Quế mã số 84 giá 16 triệu. Nhìn ở dưới tán cây Nguyệt Quế này nó cảm giác như ngồi dưới một gốc cây cổ thụ. Rất là hay. Tổng dáng đẹp. Cây Nguyệt Quế mã số 84 được báo với giá là 16 triệu. Các bác so sánh bàn tay với thân cây này. Một cây mai chú thủy cũng rất là đặc biệt. Hàng hiếm đây. Có hình dáng giống một con vật. Tên đó là Hỏa Kỳ Lân.
mã số 81, giá là 18 triệu. Các bác nhìn tay dăm nó như là nhìn cảm tưởng như là đang lửa đang cháy lên ạ. Hoa nên nhà vườn này em đặt tên cây là hoa kỳ lân. Tay dăm rất to, già. Chậu đẹp. Cây một người bê hơi nặng một chút ạ. Chậu đẹp. Cây mai chiếu thủy hoa kỳ lân mã số 81. Được báo với giá là 18 triệu đồng. Đây là một cây mai chiếu thủy dáng ngã trực. Cây này bông răm cũng mịn rồi các bác nhá. Bỏ hết rơi rồi. Các bác nhìn tưởng tượng như một búp, dạ, búp măng này ạ. Từ mẹ đến ngọn, gốc bầu ngọn chỉ. Gốc hầm hố này, xù xì này. Mai chiếu thủy mã số 86. Được báo với giá là 10 triệu 500 nghìn đồng. Mã số 86 này, giá 10 triệu rưỡi. Bông răm là đủ hết rồi, các bác về sẵn chơi rồi. Bông trang. Cây này cũng rất là già. Vâng. Cây này được cái đặc biệt là gốc nó già và to lắm ạ. Một cây trang nụt lực mà hoành vệ của nó là, đây, hoành thân của nó đã là 37 rồi ạ. Chiều cao của cây là 34 ạ. Kích thước tán là 56 ạ. Cây được báo với giá là 14 triệu các bác ạ. Trang đỏ mã số 87. Cái này bộ tán được làm ấm tự nhiên, tổng dáng đẹp tự nhiên, lùn lực. Mai chú thủy này, cây này mã số 88, giá 10 triệu 500 nghìn. Bác xem luôn cái chân bệ của nó này. Chân bệ khá là hay. Cây rất nhiều lưu cục. Với một cây mai chiếu thủy già như này mà giá 10 triệu 500 nghìn đồng thì chắc các bác không mua được ở đâu đâu. Khác ngoài ở nhà vườn em ạ. Bông dăm mịn, bỏ hết dây rồi các bác nhá. Mà nó cũng già rồi. Không còn dây thép ạ. Già là tận dăm rồi này. Có một chút lũa, nhưng mà cây này sức sống của nó rất là tuyệt vời nhé. Cái da của nó ra nó mím vào lại này, rất là khỏe như này. Có một chút lũa ở mặt trước này thôi. Phía sau của nó thì rất là nguyên bản. Các bác nhá. Phía sau là mịn. Và nhìn hai chiều chỗ nào đẹp. Mai chú thủy. Thân xù xì này. Côn cây. Vâng, cây rất nhiều lù. Mã số 89. Giá là 9 triệu 500 ngàn. Chân vệ được này. Cây nguyệt quế này. Cây này cũng khá là già rồi các bác nhá. Cơ bản là thân nó già, cốt cây cũng ổn định,
và chỉ cần thêm thời gian ngắn nữa, đầu tư một chút công sức để làm cho cái bộ tán nó ấm thêm một chút nữa là ok. Bác xem cái thân cây nó già như này, bộ rễ cũng được này. Giá cây này là 1,8 triệu các bác nhá, Nguyệt Quế mã số 07. Hoành gốc của nó đấy. Các bác có thể so sánh nhé. Những cái tác phẩm bonsai tại vườn cảnh Trường Linh đã chia sẻ tới quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn.